Mắt xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp nhanh. Và trong chuyên mục lần này thì mình lại tiếp tục giải cho các bạn từ câu 16 trở đi trong đề thi thử của trường Trung học phổ thông Vũng Tàu năm 2018. Thì để không mất thời gian thì mình sẽ vào luôn câu 16 nha các bạn. Câu số 16: trong không gian ODZ, phương trình mặt phẳng đi qua điểm A tọa độ 1-23 và vuông góc với đường thẳng D. Phương trình là x cộng 1/2 bằng y trên 1 bằng z-2/3 là. Ở đây người ta cho 4 đáp án. Như vậy đây chính là một câu hỏi liên quan đến hình học không gian và viết phương trình mặt phẳng. Thì các bạn thấy là khi phương trình mặt phẳng đi qua A thì như vậy mình đã có được yếu tố thứ nhất, nó vuông góc với đường thẳng D. Vuông góc với đường thẳng D, như vậy các bạn thấy ngay là phương trình mặt phẳng mà vuông góc với đường thẳng D thì vector phát tuyến của mặt phẳng P thì chính là vector chỉ phương của đường thẳng D luôn nhé các bạn. Tại vì vector chỉ phương của đường thẳng D thì nó sẽ song song, có giá song song với đường thẳng D, như vậy nó sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Như vậy lúc này mình đã biết được hai yếu tố, đó là điểm thuộc và vector phát tuyến. Như vậy thì lúc này mình sẽ suy ra luôn phương trình mặt phẳng P. Vector chỉ phương là của đường thẳng D là 2 1 3. Như vậy đây cũng chính là vector phát tuyến của mặt phẳng P. Như vậy phương trình mặt phẳng P sẽ có dạng là a nhân x trừ x0 là 2 nhân cho x trừ cho x0 là 1. Cộng cho y nhân cho cộng cho 1 nhân cho y trừ cho trừ 2 là cộng cho 2. Và cuối cùng theo công thức là cộng cho c nhân z trừ z0. C đây là 3, z trừ z0 là z trừ cho 3 bằng 0. Như vậy lúc này mình sẽ phá ra, mình sẽ có được là 2x cộng y cộng 3z trừ cho 9 bằng 0. Như vậy mình sẽ chọn đáp án C nhé các bạn. Đấy. Câu số 17. Câu số 17 lại là một câu liên quan đến hình học không gian nhưng mà dưới dạng họa hình. Cho khối chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng 2A, chiều cao bằng A, tính thể tích của SABC. Thì các bạn biết là ở đây có một cái khái niệm, đó là khối chóp tam giác đều. Thì mình định nghĩa lại cho các bạn là khối chóp tam giác đều là một khối chóp có đáy là tam giác đều, đường cao sẽ hạ từ đỉnh S xuống trọng tâm đáy của tam giác ABC. Được chưa các bạn? Như vậy thì bài này nó đã cho sẵn chiều cao và cạnh đáy rồi. Trên thực tế thì ở đây mình định nghĩa lại cho các bạn để các bạn biết cách xây dựng đường cao để có thể là làm được những câu hỏi khác. Còn trong câu hỏi này thì nó chỉ bắt mình đi tính thể tích thôi, thì rất là dễ rồi. Chiều cao cho sẵn rồi. Thì thể tích của mình sẽ bằng là 1/3 chiều cao, đây là A, nhân cho diện tích đáy. Tam giác BC tam giác đều nên diện tích đáy của nó sẽ có công thức là cạnh bình phương nhân căn 3/4. Như vậy ở đây sẽ là 2A bình phương nhân cho căn 3 chia 4. Và kết quả sẽ bằng là A mũ 3 căn 3 chia 3. Như vậy mình sẽ lại tiếp tục chọn đáp án C nhé các bạn. Câu tiếp theo. Câu số 18. Trong không gian OXYZ cho đường thẳng D, phương trình là x cộng 2/1 bằng y trừ 1/2 bằng z/3 và mặt phẳng Q 2x cộng y cộng z-4 bằng 0. Tìm giao điểm của D và Q. Thì đây chính là dạng toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Thì để tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng thì mình sẽ làm như sau. Trước tiên là mình sẽ gọi giao điểm M là giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng Q. Thì do M nằm trên đường thẳng D nên tọa độ của điểm M sẽ theo phương trình tham số của đường thẳng D. Thì phương trình tham số của đường thẳng D ở đây là đang ghi ở dạng chính tắc, nên để đưa về tham số thì các bạn đặt nguyên cái dãy này bằng T. Thì như vậy mình sẽ có x cộng 2/1 bằng t, thì các bạn rút x ra là x sẽ bằng là trừ 2 cộng cho t, y sẽ bằng là 1 cộng 2t và z sẽ bằng 3t. Các bạn chỉ cần rút x y z ra thôi. Thì như vậy điểm m của mình lúc này sẽ có tọa độ là trừ 2 cộng t, 1 cộng 2t và 3t. Tiếp theo là do điểm m nó cũng nằm trên mặt phẳng q nên tọa độ điểm m sẽ phải thỏa mãn phương trình của mặt phẳng q. Như vậy thì mình chỉ việc thế điểm M vô phương trình mặt phẳng Q thôi. Thì đây mặt phẳng Q của mình sẽ là 2X. Như vậy sẽ là 2 nhân cho trừ 2 cộng T, cộng cho Y là cộng cho 1 cộng 2T, và cộng cho Z là cộng cho 3T, trừ cho 4 bằng 0. Như vậy thì mình sẽ có được là 7T trừ cho 7 bằng 0. Như vậy tương đương là mình sẽ có T bằng 1. Như vậy thì sau khi có t bằng 1 rồi thì mình sẽ suy ra điểm m của mình sẽ là, mình thế t vào đây nhé bạn, mình sẽ có là trừ 1, 3, 3. Như vậy thì mình sẽ chọn ngay đáp án là tiếp tục là đáp án C nhé bạn, m trừ 1, 3, 3. Tiếp tục câu số 19.
Câu số 19 có nội dung như sau. Đây là một câu liên quan đến ứng dụng của tích phân trong việc tính thể tích tròn xoay. Thì các bạn có thể theo dõi ở trong các clip trước mình cũng có giới thiệu về cái dạng này rồi. Gọi hình phẳng H giới hạn bởi các đường y bằng căn x bình phương cộng 1, trục OX, x bằng 1, x bằng 2. Thể tích của khối vật thể tròn xoay khi quay H một vòng quanh trục OX bằng bao nhiêu? Thì ở đây thì nó chính là cái dạng 1 nha các bạn. Dạng 1 là dạng như sau. Dạng 1 là dạng giới hạn bởi hình phẳng H sẽ giới hạn bởi y bằng fx, y bằng gx, x bằng a, x bằng b. Như vậy thì lúc này diện tích thể tích của nó sẽ bằng là pi tích phân từ a tới b của trị tuyệt đối f bình phương x trừ g bình phương x dx. Đấy. Thì như vậy ở đây mình sẽ áp dụng vô luôn bài tập nhé các bạn. Thì ở đây thể tích của mình V của hình H quay quanh trục OX của mình sẽ bằng là pi tích phân từ, ở đây là cận từ 1 tới 2 của trị tuyệt đối của F bình trừ G bình. Trục OX là y bằng 0 nhé các bạn. Như vậy ở đây GX bằng 0 rồi. Như vậy thì mình chỉ còn là F bình x thôi. F bình x sẽ bằng x bình cộng 1 nhân cho DX. Và lúc này các bạn sẽ có thể bấm máy tính ra nhé. Các bạn sẽ ra được là 10 pi trên 3. Rồi, như vậy thì mình sẽ kết thúc cái câu số 19 ở đây. Tiếp tục câu số 20. Cho hàm số y bằng x trừ 1 trên x cộng 2, khẳng định nào sau đây là đúng? Thì ở đây nó đáp án A, B, C, D đều nói lên sự đồng biến và nghịch biến của hàm số trên từng khoảng. Do vậy thì ở đây mình sẽ làm nhanh nhé các bạn. Thì để xét sự đồng biến và nghịch biến của một hàm số thì các bạn chỉ cần đi xét dấu của cái y phép là xong thôi nhé các bạn. Từ đó các bạn có thể lập bảng biến thiên và kết luận. Thì ở đây mình sẽ có y phép. Y phép của câu số 20 ở đây sẽ bằng là 3 trên cho x cộng 2 bình phương. Thì như vậy các bạn thấy là luôn lớn không với mọi x thuộc d. Thì d ở đây chính là bằng là n r bỏ đi phần tử trừ 2 nhé các bạn. Như vậy các bạn thấy ngay là hàm số sẽ luôn đồng biến trên khoảng n r bỏ đi phần tử trừ 2 nhé các bạn. Tức là nó sẽ đồng biến, hàm số sẽ đồng biến trên trên khoảng từ trừ vô cùng tới trừ 2 và từ trừ 2 tới dương vô cùng. Như vậy thì ở đây mình sẽ chọn đáp án là C nhé các bạn. Đáp án C. Rồi. Câu số 21. Cho tích phân y từ 0 đến pi trên 2 của x bình phương sin 2x. Dùng phương pháp từng phần đặt u bằng x bình dv bằng sin 2x. Khi đó tích phân y sẽ bằng. Ở đây thì nó chỉ kiểm tra mình là cái công thức sau khi đặt từng phần, chứ nó không có bắt mình đi tính ra kết quả. Như vậy thì mình cứ theo nó thôi nhé các bạn. Bài nó bắt mình đặt u là bằng x bình, dv là bằng là sin 2x. Như vậy thì lúc này các bạn ở trên thì các bạn vi phân, du sẽ bằng là 2x dx. Còn dưới thì các bạn nguyên hàm lên. Nguyên hàm của sin 2x thì sẽ bằng là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 cos 2x. Như vậy lúc này tích phân y của mình sẽ bằng là, vậy tích phân y của mình lúc này nó sẽ bằng là gì nhỉ? UV là trừ 1 phần 2 x bình phương cos 2x trừ cho VDU, mà trừ đây có sẵn trừ rồi. Như vậy nó thành cộng 1 phần 2 nhân 2 nữa là hết rồi. Như vậy là tích phân từ 0 đến pi trên 2, cái này lấy cận từ 0 pi trên 2 nữa các bạn, của cos 2x dx. Như vậy là mình đã có được cái kết quả sau khi mình từng phần. Thì ở đây đáp án của mình sẽ là đáp án C nhé các bạn. Bạn thấy đáp án C không? Đấy. Rất nhanh nhé các bạn. Hình như là mình thấy đề này sao đáp án C hết nhỉ? À đây có đáp án B này. Ok ha. Đề này thì do một bạn năm ngoái gửi cho mình thôi. Nên những đáp án này là đều là đáp án của bạn đã làm nhé, chứ chưa phải là đáp án của mình. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi làm tiếp đến câu số 22. Câu 22 có nội dung như sau. Cho đường thẳng y bằng x trừ 2 cắt đồ thị hàm số y bằng x trên x trừ 1 tại hai điểm phân biệt A và B. Khi đó trọng tâm của tam giác OAB có hoành độ bằng bao nhiêu? Như vậy bài này là kết hợp giữa đại số và hình học đây. Thì người ta hỏi trọng tâm của tam giác OAB thì các bạn biết là theo hình
Theo hình học mà tọa độ thì trọng tâm của tam giác OAB nó chính là tọa độ của 3 điểm OAB cộng lại chia cho 3 nhé các bạn. Điểm O tọa độ 0 0 rồi. Như vậy ở đây thì mình chỉ cần đi tìm hoành độ đi tìm tọa độ của điểm A và B nữa là xong nhé. Thì để tìm tọa độ của điểm A và B thì các bạn lại tiếp tục các bạn đi giải phương trình hoành độ giao điểm thôi. Tức là ở đây mình sẽ có được là x trừ 2 thì sẽ bằng là x trên x trừ 1. X trên x trừ 1. Như vậy lúc này mình sẽ tương đương được là mình sẽ tương đương là x trừ 2 nhân x trừ 1 trừ cho x bằng 0. Vậy tương đương mình sẽ có là x bình phương trừ cho là 4x cộng cho 2 bằng 0. Như vậy ở đây mình sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là x bằng là 2 cộng căn 2 và một nghiệm là x bằng 2 trừ căn 2. Thì như vậy là mình có hoành độ. Như vậy một cái là hoành độ sẽ điểm là của điểm A, một cái hoành độ là của điểm B thôi. Và ở đây người ta chỉ hỏi là hoành độ thôi nhé, hoành độ của trọng tâm thôi. Nên ở đây mình chỉ cần xét hoành độ thôi. Như vậy thì đây mình suy ra được là cái XO của mình á, cái x trọng tâm G của mình sẽ bằng là XO cộng XA cộng XB chia 3 thôi. XO là 0 rồi. XA cộng XB là hai này cộng lại với nhau thì nó sẽ bằng là 4 chia cho 3. Như vậy là trọng tâm sẽ là 4/3 nhé các bạn. Ok. Rồi, như vậy mình đã chọn đáp án A nhé. Tiếp theo là câu số 23. Giả sử m lớn m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm y bằng x cộng 1 trên x trên đoạn từ 1/2 tới 3. Khi đó n lớn cộng n nhỏ bằng bao nhiêu? Thì riêng bài này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách bấm máy nhé. Tại vì cái quá trình đi tìm mắc min của hàm số này thì nó giới hạn trên một đoạn nên mình có thể bấm máy được rất là dễ dàng. Mình dùng mod 7 nhé các bạn. Mình dùng mod 7 tức là lập bảng á, lập bảng giá trị. Tức là mình sẽ đi lập bảng giá trị của thằng fx này trên cái đoạn là từ 1/2 tới 3 thôi. Thì mình sẽ nhập x cộng cho 1 trên cho x. Rồi star của mình sẽ bắt đầu là từ 1/2 tức là 0,5. Và kết thúc của mình là 3. Step á, thì thường là step mình hay lấy là lấy cái thằng cuối trừ cho thằng đầu, tức là n trừ cho star mà chia cho 18. Ở đây 3 trừ 0,5 là 2,5 chia 18 nhé. Thường là mình hay lấy vậy. Để cho mà step mà cái step mà càng mịn nó thì cái đáp án nó sẽ càng chính xác các bạn. Thì như vậy ở đây mình sẽ có ngay là mình sẽ tìm cái lớn nhất nhé. Thì các bạn có thể là nhìn vô kỹ hơn. Thì ở đây cái lớn nhất của mình sẽ là đang là 2,5 nhé bạn. 2,5. Vậy là nó giảm dần. 2,5 nó lại tăng lên 2,52, 2,62, 2,72, 2,93, 3,2, 3,3. Như vậy là lớn nhất của mình nó chính là 3,3 ha. Lớn nhất của mình chính là 3,3. Như vậy cái lớn nhất của mình chính là 3,3 tức là 10/3. Ở đây nó có ghi sẵn 10/3 đó các bạn. Mắc y của mình sẽ bằng là 10/3. Tiếp đến mình sẽ đi tìm cái min nhé các bạn. Mình sẽ đi tìm cái min. Cái min của mình là mình lại cái min của mình 2,0 đây, cái min của mình nó nằm ở cái khúc chỗ này đây. Là 2,02 0,08 0,0029 này. Đấy, mình thử dò lên chứ. Đấy, vậy thì cái min của mình chính là 0,00 0,0029 nhé các bạn. Đấy, 0,0029 là min y của mình là xấp xỉ là bằng là 2,0029 tức là 2 các bạn. Xấp xỉ 2,0029 thì xấp xỉ là 2 đấy. Thì như vậy ở đây mình sẽ có là mình cộng lại hai cái này với nhau thì như vậy mình sẽ có kết quả được là 16/3 nhé bạn. Như vậy thì đáp án của mình là 16/3 là đáp án C nhé. Đấy, rất hay các bạn. Rồi, tiếp theo câu số 24. Cho hai số thực dương A và B, khẳng định nào sau đây là đúng? Thì đây là liên quan đến cái trắc nghiệm về công thức rồi. Các bạn chỉ cần thuộc công thức thì các bạn sẽ làm được ngay thôi. AB ở đây thì các bạn chỉ nhớ là AB đây là cho số thực dương thôi nhá. Số thực dương tức là lớn không thôi. Thì ở đây rõ ràng là mình sẽ thấy là đáp án A thử nhá. Log A trên B mà bằng log A trên log B là sai rồi. Log của một hiệu thì bằng log của một thương thì bằng log hiệu nhá. Tức là bằng log A trừ log B mới được.
Đáp án A bị sai rồi. Đáp án B, log của A nhân B thì bằng log A cộng log B. Đáp án này hợp lý nhé các bạn. Log của A cộng B bằng log A cộng log B là sai. Log của A nhân B bằng log A nhân log B cũng sai luôn nhé các bạn. Như vậy ở đây đáp án B là hợp lý nhất. Mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp tục câu số 25. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông. Hai mặt bên SAB và SAD là vuông góc với mặt đáy. AHAK lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Mệnh đề là sau đây là sai. Thì đây lại là một kiến thức liên quan đến lớp 11. Thì trước tiên thì các bạn cần phải chú ý về cái việc mà hai mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy. Thì các bạn nhớ rằng là hai mặt bên mà vuông góc với đáy á, thì cái đường cao của mặt đường cao của hình chóp đó chính là giao tuyến của hai cái mặt phẳng này SAB và SAD. Thì ở đây các bạn thấy là giao tuyến của SAB và SAD thì chính là SA. AH lần lượt là đường cao của tam giác SAB. Ok, mình vẽ AH. Còn AK là đường cao của tam giác SAD. Rồi nó hỏi mệnh đề nó sau đây là sai. BC vuông góc với AH. BC vuông góc với AH. Hợp lý ha các bạn. Các bạn thấy là BC, tại sao BC vuông góc AH lại là hợp lý? Tại vì BC sẽ vuông góc với AB này, BC vuông góc với SA này. Như vậy BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì BC mà vuông góc với mặt phẳng SAB thì nó sẽ vuông góc với mọi đường nằm trong mặt phẳng SAB. Đó là lý do vì sao mà BC vuông góc với AH. Câu này hợp lý ha. Tiếp theo câu B, HK vuông góc với SC. HK vuông góc với SC. Thì để làm được câu này thì các bạn sẽ thấy được rằng là gì? Mình sẽ đi chứng minh thôi, mình coi có đúng hay không nhé. Thì đây các bạn thấy là mình sẽ có được là cái HK này, à cái AH này. Vừa rồi mình có AH vuông góc với BC đúng không? Mà mình lại có AH vuông góc với SB nữa theo cách dựng, nên từ đây AH sẽ vuông góc với SBC. Điều này suy ra được là AH sẽ vuông góc với SC. AH sẽ vuông góc với SC, tại vì nó vuông góc với mặt phẳng SBC thì nó sẽ vuông góc với SC thôi. Thì tương tự như bên này mình cũng sẽ chứng minh tương tự, thì mình cũng sẽ chứng minh được là AK cũng sẽ vuông góc với SC. Điều này có nghĩa là SC vừa vuông góc với AH, SC vừa vuông góc với AK, nên SC sẽ vuông góc với mặt phẳng AHK, nên SC cũng sẽ vuông góc với HK. Như vậy đáp án B cũng là hợp lý nhé. Tiếp tục đáp án C, AK vuông góc với BD. AK vuông góc với BD, các bạn sẽ thấy ngay là nó vô lý ha. Tại vì nếu như chứng minh tương tự thì mình chứng minh tương tự như ở cái câu A này thì mình sẽ có ngay là AK nó sẽ vuông góc với CD nhé. Chứ AK không thể vuông góc với BD được. Như vậy mệnh đề nào sau đây là sai? Như vậy thì mình sẽ chọn đáp án là C nhé các bạn. Tiếp tục câu số 26. Cho hàm số fx liên tục trên n, thỏa là fx cộng fx bình bằng x mũ 4 cộng cho x bình cộng x với mọi x thuộc n và 3 lần tích phân từ 0 đến 1 của fx dx bằng 4. Tính tích phân y bằng là từ trừ 1 tới 1 của fx dx bằng. Ở đây người ta cho 4 đáp án. Thì đây lại là dạng tích phân hàm ẩn nhé các bạn. Tức là thuộc dạng bài toán mà tích phân người ta chưa cho trước cái hàm mà mình cần phải, mà nó vẫn mình bắt mình đi tính cái nguyên hàm hay là tích phân của cái hàm đó dựa trên những cái điều kiện mà người ta cho. Thì các bạn để ý ở đây một cái lưu ý ở đây là, ở đây các bạn để ý kỹ một điều nhỏ nhỏ chỗ này thôi là các bạn sẽ làm được bài toán ngay. Ở đây người ta cho tích phân từ 0 đến 1 của fx dx sẽ bằng là 4/3 đúng không? 3 mình chuyển qua đây luôn. Mà nó lại bắt mình đi tính tích phân từ trừ 1 tới 1. Các bạn thấy có cái gì quen thuộc không các bạn? Đấy, cho tích phân từ 0 tới 1 và bắt tính mình tích phân từ trừ 1 tới 1. Thì các bạn nhớ lại một cái lần, đó là mình có một cái định lý liên quan đến tích phân hàm chẵn hàm lẻ. Đó là tích phân từ trừ A tới A của fx dx mà bằng là 0 nếu f là hàm lẻ, fx là hàm lẻ, và bằng là 2 lần tích phân từ 0 tới A của fx dx nếu nó là hàm, nếu fx là hàm chẵn. Được không bạn? Đấy. Thì như vậy mình sẽ chỉ cần là đi chứng minh cái hàm fx là hàm chẵn thì mình sẽ có thể chuyển được tích phân này về tích phân từ cận từ 0 tới 1 ngay. Vậy thì mình với các bạn đi chứng minh nhé. Thì đây các bạn thấy nè,
Ở đây mình có fx là bằng gì đây? Mình sẽ rút fx ở chỗ này ra. Fx sẽ bằng là x mũ 4 cộng cho x bình phương cộng cho 2 trừ cho fx bình. Thì như vậy tất cả mình thay x bởi trừ x á, thì mình cũng có được là trừ x mũ 4 thì cũng bằng x mũ 4 thôi. Trừ x bình phương cũng bằng x bình phương cộng cho 2 trừ cho f trừ x bình phương thì cũng là fx bình phương thôi. Như vậy các bạn thấy suy ra được là thằng fx bằng f trừ x. Như vậy thì hàm số này sẽ là hàm số chẵn nhé. Đấy. Thì điều đó mình sẽ suy ra được là tích phân y của mình là tích phân từ trừ 1 tới 1 của fx dx. Thì sẽ bằng là 2 lần tích phân từ 0 tới 1 của fx dx. Và bằng là 2 nhân cho, ở đây tích phân từ 0 tới 1 của fx dx người ta cho bằng là 8 phần 3, 4 phần 3. Như vậy sẽ bằng là 2 nhân 4 phần 3 và bằng là 8 phần 3. Như vậy thì mình sẽ kết thúc câu số 26 với đáp án D nhé bạn. Rồi. Mình tiếp tục qua câu số 27. Lại tiếp tục một câu hàm ẩn. Bạn thấy là đề thi năm ngoái ấy, trong các đề thi thử thì rất là nhiều trường, không những không phải là của mỗi trường Vũng Tàu đâu, mà các trường như là chuyên Lê Quý Đôn hay trường Đinh Tiên Hoàng đều rất là thích ra cái kiểu mà dạng hàm ẩn. Tại đây là một dạng toán mới mà xuất hiện từ lúc mà khi mà bộ chuyển sang hình thức là thi trắc nghiệm. Thì bài 27 có nội dung như sau: cho hàm số fx là hàm số chẵn trên r có đạo hàm liên tục trên r, đồ thị các trục ox tại điểm a tọa độ 1,0 và tích phân từ trừ 1 tới 1 của fx trên cho 1 cộng cho 2018 mũ x dx bằng a, tính giá trị tích phân từ 0 tới 1 của x fx dx. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài này. Bài này là một bài mà liên quan đến mức độ thang điểm mà phải 7 trở lên nhé các bạn. Mặc dù nó nằm ở câu số 27, nhưng mà đối với mình thì bài này mình nghĩ là cái mức độ của nó sẽ phải nằm ở mức điểm trên 7 rồi. Thì ở đây các bạn để ý dùm là thứ nhất đó là đồ thị hàm số các trục ox tại điểm A tọa độ là 1,0, có nghĩa là x bằng 0 thì y bằng x bằng 1 thì y bằng 0 nhé các bạn. Có nghĩa là mình sẽ có được là f1 sẽ bằng là 0. Đó là điều lưu ý thứ nhất mà các bạn cần lưu ý. Cái thứ hai là các bạn để ý cái việc mà fx nó cho hàm chẵn đấy các bạn, cho hàm chẵn. Đấy, hàm chẵn thì có mục đích gì? Thì mình sẽ xét cái này nhé. Các bạn để ý thấy nè, ở đây mình ở đây tích phân của mình là từ trừ 1 đến 1. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái thủ thuật. Đó là mình sẽ đặt là x bằng là trừ t. Đấy. Thì như vậy mình sẽ suy ra được là dx bằng trừ dt. Và các bạn cũng đổi cận là cận từ trừ 1 tới 1 thì t sẽ là 1 tới trừ 1 nhé. Đổi cận xt trừ 1 tới 1 thì sẽ là 1 tới trừ 1 nhé. Đấy. Thì như vậy lúc này cái tích phân này mình đặt là tích phân y nhé các bạn. Tích phân từ trừ 1 tới 1 của fx trên cho 1 cộng 2018 mũ x dx thì sẽ bằng là tích phân từ 1 tới trừ 1 của f của trừ t trên cho 1 cộng 2018 mũ t mũ trừ t chứ ha, nhân cho dx, dx là trừ dt. Thì như vậy các bạn sẽ để ý là hàm f là hàm chẵn nên f trừ t nó cũng bằng ft nhé. Và mình làm mất dấu trừ này luôn. Như vậy là chỗ này sẽ là tích phân từ trừ 1 tới 1 bằng cách là mình đổi cận thôi. F trừ t thì mình ghi lại là ft nhé. Rồi 1 cộng cho 2018 mũ trừ t, 2018 mũ trừ t là bằng là 1 trên cho 2018 mũ t và mình sẽ quy đồng luôn. Thì mình sẽ có được là 2018 mũ t nhân cho ft trên cho 1 cộng 2018 mũ t nhân cho dt. Và đến đây các bạn cũng chuyển hết về x nhé. Mình sẽ chuyển hết về x luôn. Tức là sẽ là tích phân từ trừ 1 tới 1 của 2018 mũ x nhân cho fx trên cho 1 cộng cho 2018 mũ x. Đấy. Thì mình đặt cái tích phân này thì các bạn thấy là bây giờ cái bước tiếp theo mới là bước quan trọng nhất. Đó là các bạn sẽ lấy cái y, cái tích phân y ban đầu này, nó sẽ bằng cái này. Và tích phân y ban lúc mà sau khi mình đặt đổi biến số xong á thì nó lại bằng cái này. Mình sẽ lấy hai cái này cộng lại với nhau nhé. Thì là y cộng y sẽ bằng là 2y. Tích phân vế bên phải cộng lại với nhau, thì khi vế bên phải cộng lại với nhau thì mình sẽ thấy có nhân tử chung của mình chính là fx trên cho 1 cộng cho 2018 mũ x
Và phần còn lại của mình thì đúng bằng 1 cộng 2018 mũ x luôn. Đây mình lấy ra các bạn xem nhé. Thì phần còn lại sẽ là bên này còn là 1, bên này sẽ còn dư là 2018 mũ x. Như vậy lúc này nó sẽ bằng đúng tích phân từ trừ 1 tới 1 của fxd dx luôn nhé các bạn. Như vậy mà y lại là bằng a nhé, nên từ đây mình sẽ tương đương được là tích phân y của mình sẽ bằng là như vậy mình sẽ tương đương là tích phân từ trừ 1 tới 1 của fx dx sẽ bằng là 2 nhân e. Đấy, 2 nhân e, 2 nhân e. Đấy, thì và mình sẽ đưa luôn về, và do fx là hàm chẵn nên ở đây nó sẽ tương đương luôn là bằng là tích phân từ 0 tới 1 của fx dx thì sẽ bằng là a. Thì mình có cái điểm xuất phát của mình và chính là dạng tích phân xoay vòng. Nếu như bạn nào mà chưa nắm được cái tích phân xoay vòng này, các bạn có thể theo dõi trên phần thẻ tab nhé các bạn. Cứ nhấp trên phần thẻ tab phía trên á thì nó sẽ like đường dẫn đến cái bài học đó để các bạn có thể hiểu được cái dạng này hơn nhé các bạn. Chứ nhiều khi ở đây mình giải nhanh như vậy thì sợ nhiều khi những bạn nào mà chưa gặp qua dạng này bao giờ thì các bạn sẽ rất là khó để tiếp thu được. Thì các bạn là mình nghĩ các bạn nên đọc cái phương pháp đó trước rồi các bạn hãy đi giải những cái bài toán như vậy nhé. Ok các bạn, thì đây mới là thủ thủ tục thôi nhé các bạn. Tại sao mình lại phải đưa về tích phân từ 0 tới 1 của fx dx ở đây? Tại vì cái khi mà người ta đi bắt mình tính cái giá trị nè, các bạn thấy nè, cái giá trị của người ta hỏi là giá trị của tích phân từ 0 tới 1 của x fx dx bằng bao nhiêu đấy, thì đó lý do vì sao mà mình phải đi chuyển về cái tích phân từ 0 đến 1 của fx dx. Như vậy lúc này thì bài người ta sẽ bắt mình đi tính cái tích phân từ 0 tới 1. Tích phân từ 0 tới 1 của x f(x) dx. Và trong đó mình đã biết được là tích phân từ 0 tới 1 của f(x) dx thì nó chính là bằng là trừ a, là bằng a. Như vậy thì các bạn biết là để mà từ tích phân từ f(x) mà đưa được về fx thì mình dùng một cái phương pháp là phương pháp từng phần nhé các bạn. Sẽ dùng một cái phương pháp từng phần. Thì ở đây mình sẽ đặt u bằng x các bạn. Và dv sẽ bằng là fxd dx. Như vậy lúc này mình sẽ suy ra được là du sẽ bằng là dx. Và v của mình sẽ là nguyên hàm của fxx dx sẽ bằng là fx. Như vậy lúc này suy ra được là tích phân cần tính sẽ bằng là x nhân fx cận từ 0 tới 1 trừ cho tích phân từ 0 tới 1 của fx dx. Như vậy lúc này mình sẽ bằng là thế 1 vô sẽ là 1 nhân f1, mà vừa rồi thì mình đã nói các bạn là 1 f f của 1 thì sẽ bằng 0 các bạn, ở ngay đầu đề bài nó cho. Nên ở đây mình sẽ có là bằng 0. Còn thế cận 0 vô thì nó cũng bằng 0 luôn. Như vậy thì lúc này nó sẽ bằng là trừ tích phân từ 0 tới 1 của fx dx và bằng là trừ trừ a. Như vậy thì kết quả của mình sẽ chọn đáp án là a. Mình sẽ giải nhanh câu 28. Thì câu 28 là cho tích phân từ 1 tới 2 của fx dx bằng 5. Từ 5 tới 1 của fx dx thì bằng 9. Và nó bắt mình đi tính tích phân từ 2 tới 5 của fx dx thì các bạn chỉ cần là chèn chèn số 1 vô thôi, tức là mình tắt tích phân, mình sẽ đưa về hai tích phân. Đó là tích phân từ 2 tới 1 của fx dx cộng cho tích phân từ 1 tới 5 của fx dx. Thì tích phân từ 1 tới 2 của fx dx thì nó cho bằng 5, như vậy từ 2 tới 1 thì sẽ bằng là trừ 5. Tương tự như vậy, từ 5 tới 1 của fxdx thì bằng 9, thì từ 1 tới 5 thì sẽ bằng là trừ 9 và kết quả bằng là trừ 10, trừ 14, mình chọn đáp án D nhé. Câu số 29 thì có bao nhiêu giá trị nguyên của m để mà phương trình m sin x cộng cho 2n m cộng 1 nhân cos x bằng 3m trừ 1 có nghiệm. Thì đây chính là dạng phương trình lượng giác a sin x cộng b cos x bằng c. Thì đối với phương trình dạng này thì các bạn đã học ở lớp 11. Thì phương trình dạng a sin x cộng b cos x bằng c mà có nghiệm khi a bình cộng b bình thì phải lớn bằng c bình.
Thì lúc này mình thay vô thôi, mình sẽ có là m bình phương cộng cho 2 nhân n cộng 1 bình phương thì phải lớn hơn 3n trừ 1 bình phương. Và các bạn phá ra, các bạn sẽ rút gọn lại ha. Đấy, bạn phá ra các bạn rút gọn lại thì ở đây mình sẽ có là m bình phương cộng 4m bình phương là 5m bình phương. Mình sẽ có được là 5m bình phương cộng cho 4m cộng 1 thì lớn bằng là 9m bình phương trừ 6m cộng 1. Như vậy thì mình sẽ vứt hết này qua đây thì mình sẽ có được là 4m bình phương trừ cho 10m nhỏ hơn bằng 0. Như vậy mình sẽ tương đương được là m sẽ nằm trong cái khoảng là từ 0 tới 5 phần 2, đoạn từ 0 đến 5 phần 2 các bạn. Như vậy đáp án và bài nó yêu cầu hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên của m, thì mình sẽ chọn từ 0, 5,1, 0, 1 và 2 nhé các bạn. Như vậy là mình sẽ có m bằng 0, 1 và 2. Như vậy nó sẽ có 3 giá trị nguyên. Như vậy nó sẽ có 3 giá trị nguyên của m là 0, 1, 2. Vậy mình sẽ chọn đáp án là A nhé các bạn. Rồi tiếp tục mình qua câu số 30 nhé các bạn. Trong không gian ODZ cho hình chóp tứ giác đều SABCD có S tọa độ là 323, B tọa độ 72-1 và tâm của đáy ABCD là Y32-1. Viết phương trình đường vuông góc chung của AC và SB. Thì đây chính là dạng bài toán viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng. Tuy nhiên thì đường thẳng AC và đường thẳng SB này á, thì ở đường thẳng AC thì nó chưa cho tọa độ AC. Thì do vậy thì nếu như mình làm theo cái phương pháp mà đi xây dựng cái viết phương trình AC và SB để từ đó mà đi xây dựng đi viết phương trình đường góc chung thì nó sẽ khá dài. Thì trong một buổi nào đó thì chắc là mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ giải lại cho các bạn cái bài này theo hai cách. Một cách là theo theo cái cách truyền thống, đó là đi viết phương trình AC và SB. Từ đó mình sẽ đi viết được phương trình đường góc chung. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho bạn với cách làm nó hay hơn, đó là mình sử dụng cái phương pháp họa hình của lớp 11 vào đây một chút để mình sẽ làm cho bài toán nó ngắn gọn hơn thôi. Thì đây các bạn thấy là ở đây mình sẽ vẽ được cái hình đáy, ở đây là hình vuông nhé bạn. Đáy đây là hình vuông. Và do là hình chóp tứ giác đều nên cái chân đường cao của nó sẽ phải là nằm ở Y. Như vậy là ở đây mình sẽ có được là cái tâm Y nó nằm đây. Như vậy đường cao SY đây. S A B C D. Đây là Y. Thì như vậy người ta sẽ bắt mình viết phương trình đường vuông góc chung của SB và AC. Thì các bạn để ý ở đây nè, bạn thấy là AC á, nó vừa vuông góc với BD này, AC vừa vuông góc với SC này. Nên nếu từ Y, nên từ đây mình suy ra được là AC sẽ vuông góc với mặt phẳng SBD. Từ đây nếu như từ Y mà mình dựng một cái đường IH vuông góc với SB thì rõ ràng như vậy là mình sẽ có được IH, nó chính là đoạn vuông góc chung của SB và AC nhé các bạn. Như vậy nó cách khác là IH nó chính là đường cao trong tam giác SIB mà thôi. Như vậy thì lúc này mình chỉ cần đi tìm tọa độ điểm H thì nó sẽ rất là dễ dàng để mình có thể là viết được phương trình đường đường IH. Thì IH ở lúc này nó sẽ là đường vuông góc chung. Như vậy mình sẽ tìm nhanh nhé các bạn. Thì trước tiên thì mình sẽ viết phương trình đường thẳng SB trước nhé, để từ đó mình sẽ đi tìm được tọa độ điểm H. Thì cách viết phương trình đường thẳng SB thì trước tiên thì mình sẽ đi tìm cái mình sẽ đi tìm cái vector SB nhé. Vector SB ở đây mình sẽ là vector SB ở đây sẽ là 4 0 trừ 4. Mình lấy 4 làm thừa số chung ra ngoài thì mình sẽ có là 1 0 trừ 1. Như vậy thì mình sẽ suy ra được là vector chỉ phương của SB, mình sẽ chọn ngay là vector là 1 0 1 0 1. Đấy. Vậy như vậy suy ra thì phương trình SB sẽ có dạng là x bằng là mình sẽ lấy điểm S thuộc nhé. Mình sẽ lấy điểm S thuộc thì sẽ là 3 cộng cho T, Y bằng là 2 và Z sẽ bằng là 3 trừ T. Thì do điểm H nó nằm trên đường thẳng BS nên mình sẽ lấy tọa độ điểm H sẽ có tọa độ theo đúng phương trình của đường thẳng SB luôn, đó chính là 3 cộng T 2 và 3 trừ T. Và khi mình gọi như vậy á, thì điểm H nó đang di chuyển trên BS các bạn, di chuyển trên đường thẳng SB. Và mình sẽ cố gắng cố định cái thằng H nó nằm đây. Thì khi H nằm đây nó khác với những H nằm chỗ khác, đó là nó
H nó nằm đây thì cái IH nó sẽ vuông góc với BS. Hay nói cách khác là IH, vector IH nó sẽ vuông góc với cái vector chỉ phương của BS. Đấy. Thì như vậy thì mình sẽ có được cái, mình sẽ đi tính cái vector IH nhé. IH của mình sẽ là T 0 4 trừ T lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm Y. Thì như vậy thì mình sẽ thấy là do cái IH nó vuông góc với thằng BS nên suy ra được là cái vector IH nó cũng sẽ vuông góc với cái thằng vector chỉ phương của BS, hay tích vô hướng của nó sẽ phải bằng 0. Thì như vậy các bạn chỉ việc nhân ra thôi. Bạn nhân ra thì đây mình sẽ tương đương được là mình sẽ nhân ra mình sẽ có được là T trừ cho 4 cộng T sẽ bằng là 0. Như vậy giải ra được mình sẽ có T bằng 2. Và khi có T bằng 2 rồi thì mình sẽ thế vào cái vector IH này, thì mình sẽ có được cái vector IH của mình sẽ bằng là, vector IH của mình sẽ là 202. Hay mình lấy 2 ra ngoài, bên trong còn là 101. Đấy, như vậy thì lúc này mình sẽ chọn ngay cái vector chỉ phương của IH của mình sẽ bằng là 101 nhé các bạn. Đấy, thì khi đã có vector chỉ phương rồi thì các bạn sẽ lấy điểm thuộc, các bạn có thể lấy điểm Y luôn nhé, điểm Y hoặc là điểm H cũng được. Ở đây mình lấy điểm Y thì mình sẽ suy ra được là cái đường thẳng IH sẽ có cái dạng là x bằng x0 của mình là lấy điểm Y, như vậy nó sẽ là 3 cộng cho T, Y sẽ bằng là 2 và Z sẽ bằng là điểm Y, độ cao độ điểm Y của mình là -1. Như vậy là -1 cộng cho T nhé. Đấy, thì như vậy thì mình đã có được kết quả của phương trình đường đoạn vuông góc chung. Thì mình sẽ chọn đáp án là D nhé các bạn. Rồi, như vậy do thời gian không cho phép thì mình sẽ dừng cái hướng dẫn giải đề tại ở câu 30 này nhé các bạn. Thì các buổi clip tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục giải từ câu 31 trở đi. Nếu các bạn muốn theo dõi các clip tiếp theo thì các bạn hãy bấm đăng ký và bấm chuông nhé các bạn. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại các bạn.